Em chào mấy anh chị cô chú nha. Hôm nay em sẽ đúc thử cái mẫu lục giác 80 chân liền này cho mình xem nha mấy anh chị. Mẫu này mẫu mới ra ha. Mới ra nó cũng được tầm tuần 10 ngày. Nay hàng nó mới về thì em sẽ làm clip đúc thử cho mấy anh chị coi. Thì trước tiên thì em sẽ quay cái công đoạn nó gồm có hoa văn gì, bao nhiêu mảnh, rồi cách lắp ráp làm sao cho mấy anh chị coi trước ha. Xong rồi mình sẽ đúc. Mẫu này là mẫu giống như lục giác 60 chân liền nha mấy anh chị. Cái này của công ty Bảo Huy. Cái này là nhựa ABS, công ty Bảo Huy đặt Trung Quốc gia công á, y chang lục giác 60 chân liền luôn, nhựa cũng dày dặn nè. Nhựa cũng dày dặn. Không dày quá cũng không mỏng quá ha, nhưng mà cũng dày đó, cũng cầm cũng chắc tay á. Đó, cái mẫu này của công ty Bảo Huy nè, ở trên đây nó có ghi nè, Bảo Huy nè, đó. Thì hàng nào của xuất xứ ở đâu thì em nói cho mấy anh chị biết ha. Cái này là của công ty Bảo Huy đặt Trung Quốc gia công. Nhựa ABS Trung Quốc sản xuất nhưng mà công ty Việt Nam đặt làm. Đó, em nói rõ ha. Mẫu này là Phúc Lộc Thọ đầu rồng y chang lục giác 60 luôn. Phối lại nè. Là cúc trúc mai. Cúc nè mấy anh chị, cúc mà sao phối vô cây cổ thụ thì ghê vậy ta. Trúc cúc nè, tùng chứ hả? Tùng cúc. Đúng không? Tùng tùng nè mấy anh chị. Tùng hang kim hạt. Rồi tấm cúc. Hoa mai. Ở trong ngoài có không có chút nha. Tùng cúc mai khác ha. Cái 60 là cái gì ta? Vô lấy cái 60 ra coi hoa văn cái gì. Sao vốn mảnh được? Lục giác mà vốn mảnh mày. Một tí nữa tào lao nữa. Để lấy cái 60 ra coi coi nó hoa văn này hoa văn gì mấy anh chị nha, quên rồi. Cái này cái 80 mấy anh chị ha, 80 chân liền. Nói chung là thiết kế kiểu chậu nó y chang hết à. Nhưng mà nó khác lại khác hoa văn cái này thôi nè, hình như em nhớ khác khác cái này thôi nè. Cái kia là chút hay sao á? Có chỉ gấm luôn ta. Có chỉ gấm luôn, hàng Trung Quốc thì thường có chỉ gấm. Cái 60 khác rồi anh chị ha. Một tí nó không nhớ đâu, em nhớ mà. Cúc. Cúc trúc mai. Cái đó là cái 60, còn cái này là tùng. Tùng cúc mai, nó khác nhau, nó thay thế cây trúc bằng cây tùng. Rồi vậy ơi. Hôm nay sẽ ráp lại mà đổ anh chị ha. Thì đây là gồm 6 tấm ở ngoài, Phúc Lộc Thọ đầu rồng ha. Phúc Lộc Thọ có đầu rồng. Phối lại tùng cúc mai. Đó là 6 tấm ở ngoài, lòng trong là lòng trong ghép luôn. Lòng trong ghép giống hàng Việt Nam luôn, 6 tấm lòng trong. Rồi tấm đáy lòng trong. Rồi và cái tấm này là cái tấm đáy chậu nè. Đó đáy chậu ngoài. Rồi là đủ rồi đó mấy anh chị, có nhiêu đó phụ kiện thôi. Rồi giờ sẽ ráp lại mấy anh chị ha. Cái này em nói rõ lại lần nữa mấy anh chị ha, nhựa ABS Trung Quốc sản xuất nhưng mà theo đơn đặt hàng của công ty Việt Nam. Đó, nên nói đúng rõ của nó là xuất xứ của nó là Trung Quốc sản xuất. Nhựa nó màu nó khác, màu nó trắng hơn. Nhựa Trung Quốc thì lúc nào nó cũng dẻo hết á. Nó không quá dày, nó cũng không quá mỏng, xài được. Bộ này xài được, nó cũng tương đối dày dặn nhưng mà không quá dày như hàng Việt Nam mình đâu. Mà nó cũng không có làm quá mỏng. Đại khái là xài được, em thấy đánh giá xài được. Với lại nhựa Trung Quốc nó dẻo lắm anh chị. Nó làm mấy bộ khuôn kia nó mỏng lét rồi xài ok lắm, như mấy cái tròn á, tròn 70 rồi, tròn 50 rồi. Nó làm mỏng lắm nhưng mà xài bền lắm. Rồi ráp lại mấy anh chị ha. Ráp lại rồi mình sẽ đúc thử. Phúc. Rồi nói chung hoa văn kia mình cứ xen kẽ thôi anh chị. Miễn sao Phúc Lộc Thọ nó đều là được rồi. Còn ba hoa văn này thích ráp sao cũng được. Nó đâu có bị trùng hoa văn đâu. Nếu anh chị ráp vô thì anh chị lưu ý ha, hoa văn thì em nói rõ với anh chị đó, nên anh khi nào anh chị mua anh chị nói giúp em là lấy lục giác 80 chân liền. Đó, hoa văn của nó là Phúc Lộc Thọ có đầu rồng. Phối lại là cây tùng, cây mai và cây hoa cúc, cây hoa cúc đó, mấy anh chị nói rõ ràng là mình dễ chứ không là nó lầm với những mẫu khác mấy anh chị ha. 80 chân liền nha mấy anh chị, nó liền chân vô luôn. Mẫu này thì khá to, có chỉ gấm ở trong mấy anh chị ha, có chỉ gấm chạy đồ ở trong hết á. Khuôn Trung Quốc mấy anh chị dễ biết lắm, dễ phân biệt Việt Nam lắm. Khuôn Trung Quốc nó hay có chỉ gấm, còn khuôn Việt Nam đa số là nó trơn, nhưng mà có 70 chân liền á, nó có chỉ gấm. 70 chân liền thì lại là của Việt Nam sản xuất. Còn 60 với 80 chân liền thì của Trung Quốc sản xuất theo theo công ty Việt Nam đặt. Nhưng mà Việt Nam hình như cũng có mẫu 60 chân liền luôn rồi mấy anh chị, đổ đáy. Đổ úp ngược á, để bữa nào ra mẫu đó em đổ luôn cho mấy anh chị coi. Với lại hàng Hải Dương, hàng Việt Nam mà hàng Hải Dương á, thì hình như có 45 chân liền. Bữa nào về mẫu đó em cũng sẽ đúc cho mấy anh chị coi luôn. Giờ nó lung tung lắm, nhiều công ty lắm nên là em phải báo rõ ràng cho mấy anh chị ha.
phức tạp lắm anh chị, giờ tùm lum công ty đó. Rồi giá cả thì anh chị cứ vui lòng gọi điện thoại đi em báo cho. Giờ giá cả phá giá tùm lum hết đó anh chị ơi. Rồi giờ ráp lại anh chị ha. Này to nha. Ráp lại xong rồi đo kích thước sơ sơ cho anh chị luôn. Thôi để bữa nào đổ ra đi đó ha. Nói chung đại khái nó phủ bì là 80 thôi. Thì xíu em đo sơ thôi. Phủ bì của nó là 80 á. Thì phủ bì nó 80 thì anh chị cứ trừ cái miệng nó đi thì tầm khoảng mỗi bên tầm 3-4 xăng gì đó. Thì nó cũng còn tầm khoảng 72. Là nó gần chính xác. Mình cứ đại khái mình ướm ướm vậy thôi. Xíu nữa đo cho anh chị cái chiều cao thôi là biết rồi. Đây là tấm đáy của nó anh chị nha. Đáy nó sờ thụng không? Thụng thì để lên bao cát đổ. Đụng xíu lót lên bao cát đổ. Không, mốt nó thụng đáy nặng đấy bà. Đáy nó nè anh chị, đáy nó chạy mấy cái chỉ nè. Như chắc đáy nè. Này nó có khóa lòng trong đáy mà. Dằn ít thôi chứ. Cái này đổ miệng anh chị ơi, cũng phải dằn cát ở trong á. À, nó cũng có ba lỗ ốc khóa đáy. Còn cái này mốt lấy lòng trong hơi cực. Lấy lòng trong sớm nha anh chị. Mấy cái to to này lấy sớm đi. 3 ống tiếng lấy. Để khô bắn hơi tại nó không có bít nè. Không phải bít mấy cái lỗ này lại mấy anh chị nha. Không mà để khô hơi khó lấy, phải chế nước rồi đục đáy rồi. Cũng lấy được hết rồi. Rồi để em thử để khô lấy thử coi sao. Còn anh chị làm anh chị để tầm báo tiếng tháo thì cho nó khỏe. Đứng lại xoay vòng vòng coi. Rồi giờ tí nó sẽ xay một vòng cho anh chị coi tổng thể cái chậu nè. Đây nè, hoa cúc nè, chữ phúc nè. Bên này cây tùng nè. Chữ lộc nè, chữ thọ chứ. Bên này hoa mai nè mấy anh chị. Đó, chữ lộc nè. Đó, tổng thể chậu đó. Có chỉ gấm nè, em quay trong nè. Đây, chỉ gấm đồ đầy đủ nè. Hoa văn nè. Hoa văn nó khá là sâu ha. Hơi chói mấy anh chị không thấy ha. Hoa văn nó khá là sâu á. Để bữa nào đổ ra em quay rõ hơn. Rồi thế bên này thì lòng trong của nó cha giờ em đang ráp ha. Thì lòng trong của nó anh chị thấy nó có chạy chạy gân ở trong rồi anh chị thấy không? Nó có chạy gân ở trong á. Nó chạy mấy gân nổi á. Chạy gân đó thì nó làm gia cố thêm á. Nó sẽ làm cho cái lòng trong bền hơn. Tấm lòng trong thì cũng dày tương đương hàng Việt Nam. Rồi, đợi ráp xong bắt ốc đồ xong xuôi hết. Thì ốc này, ốc sắt này về mấy anh chị ráp có lần rồi mấy anh chị để vậy mấy anh chị xài thôi. Nó từng tấm cho nó gọn, mình vận chuyển nó dễ. Xong cái mình về mình ráp lại thành một cái liền khối rồi mình để mình xài thôi. Rồi, giờ trong thời gian chờ đợi ráp lòng trong thì sẽ đo sơ kích thước cho mấy anh chị ha, từ chân ngoài lên luôn đi. Nhắm nhắm rồi nha mấy anh chị, không chính xác rồi đâu, bữa nào đổ ra kìa. 62. 62 từ chân lên nha mấy anh chị. Chiều cao ở ngoài á. Đo ướm ướm ở trong được không? Ướm ướm ở trong phải đo lòng trong rồi, đo cái tấm lòng trong á. 62 là chiều cao ngoài, giờ mình đo cái tấm lòng trong là mình biết nó chứa được bao nhiêu đất, nó cao bao nhiêu. Tương đối thôi. 54 nha mấy anh chị, ở trong là nó sâu 54 để chứa đất á. Ở ngoài 62 trong 54, cách nhau 8 xăng cái chân. Cách nhau 8 xăng cái chân thôi. Rồi đo cái lọc lòng nó thử bao nhiêu. Ở trong là 54 nha mấy anh chị, tại nó chân liền mà, nó còn cái 8 cm cái chân nữa. Nên nó còn tầm khoảng 54 ở trong, chứa đất á, độ sâu á. Đo tương đối thôi. 80 thì còn nhiêu thôi, nó tương đối thôi, để vô ửn cái biết gì. Trên nữa. Sao đúng rồi. Nó còn cái miệng ở trên nó đưa ra nữa mà. Nó còn cái miệng ở trên đưa ra nữa mà. Cái chỉ tròn không có chữ hao, mày đo cho đúng chứ. Tầm 7 quá, đo đây nè. Đo tới đây nè, thấy không? Cái chỉ tròn lên tới đây mà. Mày đo đúng chứ, mày đo múc ở dưới sao đúng. Nó đo ngay chỉ gấm anh chị.
ở trên, lên trên đó, bên kia lên nhiêu đó là lo phụ bì luôn rồi. Mày đo vô trong á, xuống xíu đi, thôi đại đại đi, bảy mấy á anh chị ơi, đại cái bảy mấy á, bảy mấy á anh chị ơi, tầm 72 nha mấy anh chị, lọt lòng á. Rồi ok, giờ quét nhớt đi, quét nhớt vô chuẩn bị đổ mấy anh chị ha. Đổ thì đơn giản ha, chủ yếu là mấy công đoạn lắp ráp rồi nói về xuất xứ khuôn được kích thước rồi cho mấy anh chị coi thôi. Còn đổ thì cứ chọn mà đổ được thôi. Rồi phun nhớt cho mấy anh chị nha. Nhớt thải xe máy nha. Miền Bắc mình gọi là lin phải không mấy anh chị? Hình như ngoài Bắc gọi là lin á, bữa em nói bữa có chị kia hỏi em á, à, làm sao á, em kêu tư vấn là phun nhớt vô á, quét nhớt vô á, chị không có biết từ nhớt. Hình như ngoài đó gọi từ lin là chị biết. Ngoài mình hình như gọi từ lin hay sao? Dầu lin đúng không? Thì đó mấy anh chị quét dầu lin hoặc là phun nhớt vô, trong miền Nam em gọi là nhớt thải. Nhớt xe máy á, đừng có lấy nhớt xe tải nha. Đen thui lui cái khuôn á. Rồi phun đều, phun lòng trong rồi hết ha. Phun chậu với phun lòng trong á, phun mỏng và lớp đều hết. Đó, để ráp lòng trong xong phun vô cái nữa xong. Ráp cái tấm đáy này mình lưu ý mình ráp cái gân nó vô trong nha mấy anh chị. Cho ba cái lỗ thoát nước nó xuống dưới, có chừng ráp ngược thôi mấy anh chị. Đó, mấy cái gân thì mấy anh chị đưa vô trong trùng với mấy cái gân. Nó tắm dưới đó. Còn ba lỗ thoát nước đưa xuống dưới. Ráp xong đi mình siết ốc lại hết là ok. Lòng trong này mới nhìn sơ thì cảm giác là dễ lấy mấy anh chị. Nó vát vô trong. Đáy nó nhỏ hơn miệng. Nó giống như hình tam giác đó. Giống như hình ấy. Nó vát xuống mấy anh chị, nó vát vô. Nó không có bị cái đáy bự, nếu mà cái đáy bự là lấy lòng trong khó lắm. Tức là nó vát dễ lấy lắm. Để khô lấy cho mấy anh chị coi thử. Nhưng mà mấy anh chị làm mấy chậu lớn mấy anh chị tầm 3 tiếng mấy anh chị cố gắng lấy đi cho nó khỏe. Chứ khô nhiều khi lấy không lên, phải lật xuống đục đáy á. Rồi bắt ốc sắt cho nó liền nguyên khối ha. Ốc sắt xong nó sẽ liền nguyên khối lại. Xài à, cái tai của nó là có tới 2 lỗ ốc. Ở dưới đáy cũng có 3 lỗ ốc để khóa đáy luôn. Mấy anh chị nào hay dùng súng thì cứ bích hết mấy lỗ đáy lại thôi. Súng để bắn hơi á, thì cứ bích hết lỗ đáy thôi. Thì nó dễ bắn hơn. Còn nếu làm quen rồi thì cũng không cần thiết lắm. Để dành để khóa đáy. Rồi ráp vô luôn đi, ráp vô rồi khóa đáy luôn. Xong rồi đi ra kiếm xúc mấy bao đá dặn. Rồi khóa ốc đáy luôn anh chị, nó có ốc đáy để khóa nè, hàng Việt Nam không có ốc đáy nè. Khóa đáy này lại thì nó đỡ bị chồi lòng trong, giảm áp lực lại. Thì mình sẽ dằn cát ít hơn. Đó, khóa lại. Nó đỡ bị chào lòng trong anh chị ha, nhưng mà vẫn phải dằn thêm nhưng anh chị chịu không nổi đâu. Nó vẫn bức ốc luôn á, áp suất xuống nó bức ốc luôn á. Khóa chỉ là đỡ lại thôi. Nên là mình cũng phải dằn thêm, ví dụ như bình thường mình không khóa thì mình dằn 10 bao. Thì giờ mình khóa thì mình dằn 7 bao, nó sẽ đỡ hơn thôi. Nó không phải là khóa là ngon đâu. Áp suất nó đẩy vô mấy cái chậu lớn mà tầm 80 trở lên thì nó giữ lúc. Thì bê tông vô nó chiếm diện tích đó anh chị, nó đẩy lòng trong lên ghê lắm. Mình phải dằn lòng trong lại, hoặc là mấy anh chị phải cạo lòng trong xuống. Rồi công đoạn trộn hồ thì em nói sơ công thức cho mấy anh ha. Em hay đổ là một xi măng, một cát, một đám mi. Tí nó mới đi rửa cát với đá đúng không? Tại vì chỗ em nó hết rồi, nó còn cái lớp cuối á, thường nó bị lắng đất ở dưới á, dơ lắm. Thường mà mấy anh nào đổ mà hay bị nứt, mà chậu nó bị non, mà khinh nó dễ bể đồ á, là do cát với đá nó dơ nó cũng bị á mấy anh. Hoặc là xi măng nó kém chất lượng nó đều bị. Còn xi măng này tốt rồi, khỏi bàn rồi. Đi xem Hà Tiên thì không bàn được rồi, nó tốt rồi. Thứ hai tiếp tục là tới cát. Cát mà lấy mà có chỗ đất á, nó dơ nhiều á, sình nhiều á, làm anh đổ sau này nó non lắm. Tự nhiên nó dễ bể đôi cái chậu đó lắm. Nó bị non á, nó không có liên kết á. Thì bên em hay khắc phục bằng cái là rửa sơ cát với đá đi. Tại vì nó cái đống cát á mấy anh đổ nhưng mà nó nằm ở dưới á, đất đồ nó vô á, nó hay bị hiện tượng đó lắm. Còn cát mới mà lấy trên mặt thì không bị đâu. Đá nó cũng vậy nha mấy anh, đá mi mà nó dơ nó cũng hay bị lắm á. Mấy anh cứ xài vật liệu cho nó tốt một xíu thì chậu nó sẽ cứng. Rồi đánh đều bằng máy lên rồi đổ thôi.
Rồi đổ ơi, hát nữa mày, mưa anh ơi kìa. Mưa tới mấy anh ơi, tranh thủ đổ cho mấy anh coi chứ không mưa nó ồn lắm. Mấy tôn nè. Mấy anh đổ qua cái khúc chân này nè. Đổ qua cái khúc chân á, gần tới Mí Hoa Văn á, rồi mấy anh hẳn dằn lòng trong chứ không là nó bị thụng đáy á, nó bị thụng đáy mốt bị nặng chậu lắm. Đó anh không? Mấy anh dằn cát vô nhiều vô lòng trong á, nó đè nó ém xi xuống cái đáy á. À, cái đáy nó bị mo xuống, nó võng xuống thì nó bị nặng chậu lắm. Nên mình đổ cho nó lớp cao cao xíu mình hẳn dằn. Và cũng đừng cao quá nha, cao quá xíu dằn không kịp luôn á. Chỉ đổ qua cái chân ở dưới thôi, vừa chạm lên cái mí lòng trong là được. Nè, vừa chạm lên cái mí lòng trong này qua xíu là được chứ mà, là mình bắt đầu dằn. Thì đó lưu ý cho mấy anh nào mới mới làm thôi ha. Mấy chậu to to này mấy anh đổ cẩn thận. Chứ nó bứt tay, bứt cẳng đồ cái là tốn kém lắm á. Nó hư nhựa mấy anh. Về nguyên tắc á, thì mấy anh đổ bê tông vô thì nó cái bê tông nó sẽ chiếm cái diện tích trống đó thì nó sẽ đẩy cái lòng trong lên. Nên là mấy anh phải lưu ý là khi mình đổ mấy chậu to mình phải dằn, mình lấy cái vật nặng á, mình dằn cái lòng trong. Bây giờ mình sẽ ước tính như vậy nè. Ví dụ mình nhắm cái chậu này 200 kg thì mình dằn lòng trong nó khoảng 200 kg trở lên, 200-250 kg. Còn nếu mình ước tính cái chậu này 100 kg mình dằn tầm 150 là nó hết chào rồi nổi rồi. Mình nhắm thôi mấy anh, mình làm riết mình nhắm thôi. Nói chung là mấy anh cứ để bao cát mà nó bằng gần bằng miệng cái lòng trong này nè là ok à, nó đè không lên nổi đâu. Rồi gõ luôn cho nó lắng xuống đáy luôn, cho nó lắng đều đá đồ xuống dưới đó đi, cứ gõ đi cho nó đều xuống dưới, xong rồi mình dằn vô nó không bị mo đáy. Thì em làm clip lúc nào em cũng chia sẻ thực tế cho mấy anh luôn á, là em đang làm luôn đó. Đó, chỗ em đang làm y vậy luôn, thì mấy anh cứ làm y vậy là được à. Tới đâu rồi? Qua mấy chân chưa? Tới đó chưa? Rồi tới đó bắt đầu gõ rồi dằn được rồi đó. Dằn hai bao trước đi. Dằn hai bao mấy anh cho nó lên xíu nữa. Xong mình mà thấy cái lòng trong nó nhóm cao hơn ấy á, thì mình dằn tiếp. Cái dằn nhiều quá nó đè xuống dưới nhiều. Đều ra hai bao dưới đáy là được, đừng có dồn vô giữa hết. Mấy anh dằn đều ra, chảy đều ra ha. Đó, chảy cho nó đều ra chứ đừng có dằn một phát cao vô giữa hết ha, xíu nữa nó bị méo xung quanh, được chưa? Rồi đổ thêm xíu đi chơi, đổ thêm xíu nữa, gõ gõ đi nó lên nữa, mình dằn thêm hai bao nữa. Thì tiếp theo thì mấy anh đổ lên tầm khoảng gần nửa cái chậu, gần nửa cái chậu ha, vừa đổ vừa gõ gõ nhắm nhắm nha mấy anh, chứ không nó trào lên nhanh lắm á. Đổ đi chứ xi nhê đâu, có khóa đáy mà. Rồi đại khái rồi đi, xíu nó lên em sẽ chèn em quay khúc đó cho mấy anh coi, chứ không nó dài. Em lưu ý cho mấy anh xíu nữa nha, mấy anh đổ thì mấy anh đi đều vòng tròn hết cái chậu nha, không có đổ một chỗ nha, để cho đá đồ nó xuống đều hết tất cả các góc chậu, xuống chân đồ đều hết ha, chứ anh đổ một chỗ nó chèn xi qua một bên, đá một bên không có bền á. Nhóm lên rồi kìa, nó nhóm lòng trong lên rồi đó, nó hơi nhóm lòng trong lên rồi đó mấy anh. Nè mấy anh nhìn nè, đó mấy anh nhìn vậy anh thấy nữa không, đó cái miệng lòng trong nó nhóm lên rồi nè. Đó mấy anh mà thấy nó nhóm nhóm nhích nhích lên xíu á, khi mấy anh gõ xuống nó nhích lên á là mấy anh phải chèn vô đi nửa cái rồi đó, nó cũng được nửa cái, gõ một cái đi rồi chèn luôn tới được nửa cái chậu rồi đó. Giờ dằn hai bao nữa đi, cái này chắc phải dằn 6-7 bao mấy anh, 4 bao không xi nhê đâu. Rồi dằn tiếp nữa mà. Dằn cái nào mà mấy anh thấy cái lòng trong với cái miệng ngoài nó bằng nhau là ok, là nó không lên được nữa là ok. Xíu nữa mà nó lên nữa thì tí leo vô đó ngồi luôn. Ngồi cái nào mà cái chậu nó khô rồi về. Tí mà ngồi em xi nhê nó tới em ngồi. Rồi giờ phải chuẩn bị thêm 2 bao nữa đi rồi đổ tiếp. Chuẩn bị thêm đi đã. Rồi dằn lên tới cỡ này nè mấy anh, đổ vô mà thấy nó nhóm nữa thì cho nó 1 bao nữa. Cái đó là 6 bao rồi đó mấy anh. Thì mấy anh đổ vô mà thấy nó nhóm lên nữa thì cho. Tại vì nó mới có nửa chậu thôi à, chắc cũng không xi nhê đâu mấy anh ơi, chắc cũng được rồi đó. Nếu mà nó nhóm thì mấy anh ráng cho nó thêm 1 bao nữa. Thì video này em cũng hướng dẫn tới đây rồi ha. Thì tới đây là coi như là xong rồi đó mấy anh. Cứ trộn em hồ đổ đầy vô là xong rồi đó.
Bây giờ trời nó cũng mưa thì nó ồn, em sẽ không quay tiếp ha. Thì cảm ơn anh chị theo dõi video này của em nha. Anh chị nào cần mua mẫu lục giác 80 chân liền này cứ liên hệ hay số điện thoại cho màn hình giúp em nha. Đó, về cơ bản là đổ như vậy thôi, ráp lại và đổ như vậy thôi. Em cũng chia sẻ chi tiết hết rồi, cách đổ rồi dàn lồng trong rồi cho mấy anh chị kỹ càng hết rồi. Mấy anh chị cứ làm theo là ok ha. Anh chị nào chưa biết cứ coi kỹ video là làm được hết á, làm chính xác theo video là được nha, chứ mấy anh chị làm sai sai không dàn lồng trong nó hư rồi á. Rồi để ngày mai, cái này chắc phải 2 ngày nữa mới tháo được, 2-3 ngày nữa nó khô cứng này em sẽ tháo ra em quay cho mấy anh chị coi. Em cảm ơn mọi người nha.